xanh Huế các bác nhá. Đây, cần hoàng này. Chậu này là của câu lạc bộ Hoa Lan Hồi thì Con Tum. Cái này thì nếu như mà được giá 270 triệu thì sẽ họp và câu lạc bộ sẽ bán. Cái này thì một thân thân mẹ này, hai thân tư và một cái măng, cần hoa đang còn nguyên si. Tao là tao không bán không. Thì em vô bán xem là chậu này em để em cắn mường nếu nó vô đường mẹ xong nó cứ lèo nhèo nó bảo cho em bán rồi.